Đô xin chào tất cả mọi người nha, lại là Đô Tiên Sinh đây. Ngày hôm nay thì Đô sẽ làm cái món bánh sữa Thổ Nhĩ Kỳ nha. Cái món bánh này thì nói chung là mình cũng học từ những người bạn thôi. Và cái món này là món tráng miệng thì khá hấp dẫn nha. Mọi người hãy theo dõi video của Đô để xem công thức mà Đô làm nè. Bây giờ Đô sẽ chuẩn bị 800 ml nước sữa tươi nha, có đường á. Và sau đó tôi sẽ chuẩn bị 200 ml sữa đặc có đường á. Rồi bây giờ tôi sẽ đổ 200 ml nước dừa các bạn. Bây giờ tôi sẽ khuấy toàn bộ hỗn hợp này cho nó đều hòa tan với nhau nha. Tiếp theo thì tôi sẽ đổ bột vào nè, bột mì á, 150 g bột mì nha các bạn. Và tiếp theo thì Đô sẽ khuấy đều cho nó bột nó tan ra. Bây giờ Đô sẽ bỏ 50 g đường vô các bạn. Lúc nãy Đô quên á. Bây giờ Đô sẽ khuấy đều lên nha. Bây giờ Đô sẽ bắt sữa lên bếp để nấu nè. Và trong quá trình nấu thì chúng ta luôn khuấy đều như vậy nè các bạn. Cho đến khi mà sữa nó cô đặc lại thì chúng ta vẫn khuấy đều nha. Sau khi khuấy thì chúng ta hạ nhỏ lửa xuống để chúng ta bỏ 20 g bơ vào các bạn. Và tiếp tục khuấy cho nó tan ra luôn nha các bạn. Và chúng ta khuấy cho đến khi nào mà bột sữa chúng ta nó đặc lại như vậy các bạn. Chứng tỏ là đã chín rồi các bạn. Bây giờ tôi sẽ lấy một cái chai 1 lít rưỡi ra, tôi cắt trên cái đầu á, rồi đổ toàn bộ sữa vô này các bạn ơi. Rồi sau đó tôi sẽ chuẩn bị bọc vào thực phẩm lại và để tủ lạnh 3 tiếng đồng hồ. Tiếp theo thì tôi sẽ lấy ra rước được phồng lên. Bây giờ tôi sẽ cắt thành từng lát mỏng rồi đem ra dĩa cho mọi người thưởng thức nha. Bánh sau khi cắt ra thì cái hương thơm nó rất là dễ chịu, rất là ngọt ngào nha. Bây giờ tôi sẽ rước đậu phộng lên để thưởng thức bánh nè. Và đồng thời thì chúng ta sử dụng whipped caramel để chế lên bên trên, ăn cho nó hợp khẩu vị các bạn. Cái bánh như chúng ta ăn rất là béo và ngọt, khẩu vị caramel á, rất là đã nha.